trên tool báo thành công rồi các bạn. Chúng ta sẽ đợi iPhone khởi động lên đi. Rất nhanh gọn các bạn, không cần phải dùng Mac. Đây các bạn thấy này, trên bao tool nó đã nhận là đã jailbreak này. Yes, đã jailbreak. Rồi chúng ta sẽ bấm home mở ra xem thế nào nhé. Có Panarin luôn các bạn này, nhìn này, có Panarin này. Xin chào các bạn nhé, mình là Kiên Công Nghệ. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn sẽ giới thiệu với các bạn một cái tool rồi có thể jailbreak được các iOS từ 12 cho đến 16 luôn các bạn, và mới nhất là iOS 16.5 các bạn nhé. Và cái tool này rất là nhẹ mà chạy trên môi trường Windows, chúng ta có thể dễ dàng jailbreak được. Ok, như các bạn có thể thấy là đây, mình đang cắm chiếc iPhone 7 Plus chạy iOS 15.72 các bạn nhé. Đấy, thì cái tool mình đang định giới thiệu với các bạn đây, nó có thể jailbreak được. Đây có hai phiên bản hiện tại, đang là phiên bản 1.1 là mới nhất và 1.0. thì với phiên bản 1.0 này nó sẽ jailbreak tốt nhất cho các iOS 14 đổ về các bạn ạ. Còn với bản 1.1 này thì sẽ jailbreak tốt nhất cho bản 15.16, iOS 15.16 đấy. Thì bây giờ mình sẽ jailbreak thử cho các bạn xem nha. Với con máy 7 Plus và một con máy 7 nhé, hoặc 18 cũng có, mình sẽ thử cho các bạn nè. iOS 15 trước đi. Đây, với con 7 Plus trước nhé, mình sẽ chạy tool các bạn xem nhé. Thì để mà chạy tool trước tiên các bạn cần phải tải 3 tool về này, để các bạn cài driver đầy đủ này, cài driver và máy đầy đủ hết. Những cái này thì nó cơ bản quá rồi, mình không đề cập đến nữa. Thì các bạn tải 3 tool về. Và các bạn phải driver nó phải đúng như này nhé, Apple Mobile Device USB driver nhé. Các bạn dùng toolbox này, bấm vào phần iTunes Unity, các bạn bấm fix driver là được, không repair là được. Rồi bây giờ mình sẽ mở tool Windows 1.1 ra các bạn nhé. Đây mình sẽ chạy tool này. Đây, tool đây rồi. Jailbreak thì chúng ta không để màn hình khóa các bạn nhé. Này chỉ jailbreak với máy không có bắt cót các bạn nhé. Đây, với bản 1.1 thì chúng ta tùy chọn nhất là chúng ta vào chế độ Powerlit Debug đấy. Cái tính năng này rất là hay các bạn. Thay cho chúng ta chạy iPowder hoặc là Gator thì chúng ta dùng cái check 18 này các bạn nhé, để chạy RAMDIC nhé. Đây, cái tính năng này cũng rất là hay này. Tính năng thứ hai là chạy check lên 12.4 là jailbreak các iOS từ 12 đến 14 như mình đã đề cập. Nhưng bản 1.0 nó sẽ chạy mượt hơn ở bản 1.1, bởi vì nó đang ở bản beta, nó có nhiều lỗi. Chỉ chọn thứ ba là check lên đây từ 6S đến X, chạy bản 15.16 vậy nhé. Giờ mình các bạn nếu như nó chưa nhận này, nó chưa nhận cái dòng đầu tiên này là đã kết nối ở chế độ thông thường này, thì nó không nhận iPhone, thì các bạn bấm fix driver nhé. Mình bấm vào fix driver nhé các bạn. Rồi thì nó sẽ nhận thôi các bạn. Nếu máy của các bạn nó không nhận thì các bạn bấm fix driver nhé. Rồi sau đó là mình chỉ được bấm next này. Nó báo là cần được rút ra cắm lại các bạn. Thì tool này nó vẫn đang ở bản beta các bạn, nên là thực sự nó cũng chưa ổn định cho lắm. Nhiều máy tính sẽ không chạy được, có máy chạy ổn. Mình thế này nhé, bấm next này. Nó sẽ đưa máy về chế độ recovery các bạn nhé, cáp đĩa. Rồi, rất đơn giản các bạn. Chúng ta với máy 7 Plus, máy 7
đến X thì chúng ta dùng kiếm giảm vận động và thu nguồn. Chúng ta bấm Start này, làm theo như chỉ dẫn trên mình này. Bấm Start thì lập tức bấm hai nút này luôn các bạn nhé. Đấy, bấm Start. Sau khoảng nước đếm trừ về không thì chúng ta nhả nguồn. Rồi nhả phím nguồn và vẫn giữ chết cái phím giảm vận động các bạn nhé. Để nó về debug các bạn. Rồi máy nó nhận debug rồi. Rồi, như Win của mình đây, nó yêu cầu là cài driver. Mình cứ bấm vào cài nhé. Tuôn báo thành công rồi các bạn, chúng ta sẽ đợi iPhone khởi động lên. Rất nhanh gọn các bạn, không cần phải dùng Mac. Đây các bạn thấy là trên bao tool nó đã nhận là đã jailbreak này. Yes, đã jailbreak. Rồi chúng ta sẽ bấm vào mở ra xem thế nào nhé. Có Panarin luôn các bạn này, nhìn này, có Panarin này, có Cileo này. Đấy, con này lên này. Đã jailbreak rồi. Các bạn mở Panarin, các bạn bấm vào jailbreak nhé. Rồi, thì sau khi bấm xong nó có Cineo các bạn. Các bạn mở Cineo và các bạn thêm các nguồn. Đấy, đây có Cabrit này các bạn. Để cắm chạy YouTube trên màn ô tô. Cái màn zin ấy. Mình rất thích cái Cabrit này. Nhiều. Các bạn có thể thêm các nguồn nó tương tự như Cydia các bạn. Từ iOS 15 trở lên thì không chạy Cydia mà chạy Cineo. Và chúng ta ra break được rồi và cài các tool thoải mái rồi. Ok. Rồi, mình cài được cả Finza đi các bạn này. Đấy, Finza trong Cineo là các bạn search Finza nhé, các bạn có thể cài Finza được. Chứ các bạn tải trực tiếp phiên ra mà chưa jailbreak thì các bạn sẽ không, nó sẽ trắng, nó không chạy được. Jailbreak xong thì các bạn cài phiên ra vào thì các bạn có thể chỉnh sửa hệ thống bình thường, ẩn iCloud thứ được các bạn nhé. Va này, đấy, trong va có đầy đủ rồi. Mobile này, library này. Đó, các bạn thấy không hề bị trống nha. Rồi, với cái máy này đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ jailbreak thử với con iPhone 7 các bạn nhé. 7 bản iOS 14. Mình sẽ dùng tool Winren 1.0 các bạn nhé. Nhưng mình đã đề cập rồi, bản 1.0 mình sẽ tương thích với cái iOS thấp hơn, tốt hơn. Đây. Trước đấy mình đã jailbreak rồi. Nhưng mình khởi động lại máy nó mất jailbreak các bạn. Bây giờ mình jailbreak lại các bạn nhé. Mình vẫn chọn tùy chọn thứ 2. Thì chọn thứ nhất thì phải vào Paulit Devu giống như kiểu Gutter và iPowder đấy các bạn. Và đây là chế độ Sigma 8 để boot RAM disk rất là hay. Sẽ chọn Children nhé. Bấm Fake Driver nếu chưa nhận các bạn nhé. Các bạn bấm Like. Các bạn bấm Like. Một cái tool này phải nói là đa năng các bạn. Jailbreak tất cả các iOS. Nè, chúng ta sẽ tiến hành bấm Start và bấm chập hai phím giảm lượng và nguồn. Đếm trừ về không thì chúng ta nhả nguồn. Vẫn giữ chết phím giảm lượng các bạn nhé, không được để lỏng phím giảm lượng. Rồi, máy đã về debug. Tôi sẽ tự động tiến hành jailbreak cho các bạn.
Ok, đã lên màn home rồi các bạn. Trên tool sẽ báo thành công các bạn nhé. Đăng. Giờ các bạn mở CDA không bị văng này. Đó, các bạn thấy chưa? Drive break được luôn. Cả US 14 luôn. Hả? Chạy CDA ok. Rồi. Như vậy là mình đã giới thiệu với các bạn là cái tool để drive break trên Windows rất là hay. Thì mình còn một cái tool nữa là tool Iron các bạn ạ. Tool Iron thì nó cũng drive break được. Các US nhưng mà mình thấy nó không nhẹ, bởi vì cái mỗi lần tải cái tool đấy là nó nặng gần 1 GB. Tool Iron các bạn vào trang IDMU để tải về, nhưng mà tool này thì mình thấy ổn hơn. Mình giới thiệu với các bạn là không cần dùng Mac luôn, không cần dùng USB, chạy trực tiếp trên môi trường Windows. Như vậy là đã xong rồi nhé. Cảm ơn các bạn chú ý theo dõi. Các bạn thấy hay thì bấm like, share và đăng ký để có thêm động lực ra nhiều video chia sẻ nhiều điều bổ ích nhé. Cảm ơn các bạn. Okay.